Chào mọi người, hôm nay sẽ làm món bánh khọt ha. Đổ bánh khọt thì đã chuẩn bị sẵn một số nguyên liệu. Cái này là bột gạo ha, xay bột gạo này xay sáng, rồi nửa trái dừa ha. Dừa này chút xíu thì mình sẽ làm nước cốt. Rồi bây giờ mình sẽ vắt nước cốt ha. Mình đổ cái dừa mà dừa nạo vô đây. Rồi cho nước sôi vô đây. Bóp ra cái nước cốt nó ha, nóng chết bóp bằng tay. Cái gì chú? Ủa làm gì vậy? Cắm này nha. Rồi.
khác nhà. Thầy đôi con muốn ăn. Con muốn ăn. Ăn gì? Muốn ăn. Lấy nước nữa nè. Chấm mắt mẹ đi. Cho hành vô. Nêm nếm. Nêm. Nhẫn để nghệ vô. Hả? Nghệ gì? Hỏi vợ mày cái nào nghệ đó là lấy quẩy vô cho khá vậy. Này nói thêm nước nữa chứ đặt. Đặt hả? Đổ qua cái thau sao bự. Hả? Thêm nó đầy cái thau sao bự. Còn cái này là nước cốt. Cốt để nữa, lát nữa đổ vô. Đổ xong mình để lên cái mặt thôi. Đọc chuối làm gì? Cái sống chuối đặt cái đầu chuối mình đó, cái lá gì bữa cái sống chuối quét mà ở lên những cái khuôn mặt. Không có thêm đường không á? Lát thêm. Cho bột nghệ vô. Cái muỗng này
nghệ muối vàng nữa là bỏ thêm. Có muối con đồ. Muốn được quay mì. nhưng mà ba không thể cho con quay, nó bị hạt này nó giống như bột ngọt á, nó sẽ bị nó có cái vị lè lè. Không biết thế nào để đường nhỉ, bỏ đường đâu đây nè, trùng khế tới rồi. Như vậy là như vậy là cái công đoạn chuẩn bị nguyên liệu đã xong hết mọi người. Bột gồm có bột gạo xay nha, mình sẽ nói lại lần nữa nha, gạo xay xong thì là liếm miếng gia vị, muối, đường, bột ngọt, nêm để cho nó vừa ăn, rồi cho nước cốt dừa ha, cốt dừa vào, hành vào, rồi thấy đều. À, bên này chúng ta có chuẩn bị thêm một tô nước cốt dừa nữa. Cốt dừa này thì chúng ta dùng để chút xíu mà khi đổ chúng ta sẽ khi bánh nó đầu mà nó vừa chín thì mình sẽ cho cái nước cốt dừa này lên trên mặt ha. À, đó là nguyên liệu để mà chúng ta nấu đổ bánh khọt, là một món ăn rất là dân dã của miền Tây. Hẹn gặp lại video sau. Quên lại giới thiệu bạn cái cách đó bánh cọt ha. Và xin chào.